Và quý vị nhìn thấy đó là phòng làm việc của vị chủ tịch hội đồng quản trị này. Thì một cái căn phòng nó có diện tích khoảng độ tầm 45 mét vuông như vậy. Có cái lan can ở bên ngoài và bên trong là đã có những cái dãy ghế để ngồi họp và làm việc. Thế thì cái khó của chúng tôi đó là thứ nhất, làm thế nào để chuyển cái bức tranh mà nặng 500 cân vào trong cái phòng này. Và thứ hai là những cái đồ đạc, những cái bàn ghế ở trong đây thì gần như là nó đã cố định, có đường dây điện ở bên dưới để người ta sẽ hội họp. Và cái thứ hai nữa đó là việc chuyển ra bên ngoài nó rất là khó, bởi vì cái cửa nó nhỏ, và cái thứ hai nữa là những cái bàn ghế đã cố định. Vậy thì chúng tôi đã bắt đầu xoay chuyển những cái bàn ghế từ góc này sang góc khác, rồi sau đó là tháo những cái rèm, tháo ô cửa kính, tháo cái lớp kính ở lan can ở bên ngoài để có thể là cầu cái bức tranh lùa qua cái cửa kính nhỏ mà quý vị nhìn thấy ở trên clip á. Và sau đó là chuyển cái biểu đồ mô hình của công ty sang một cái tường ở bên cạnh, và từ đó là chúng tôi sẽ treo cái bức tranh về cái chủ đề là thuận buồm xuôi gió đằng sau cái ghế của vị chủ tịch hội đồng quản trị này ngồi. Dạ, ủa, nếu mà giờ nó cột lắc ngang được không ta? Buộc kiểu gì thì cái tranh nó đang nằm như này thì nó cũng sẽ buộc một cái ở đầu đằng này, một cái ở đầu đằng này, sau rồi nó sẽ thu vào giữa. Bây giờ nó không có thu nữa. Bây giờ em cho nó cặp không giữa. Đúng rồi. Nó cặp không giữa vậy nè. Đưa lên nó xỉa luôn được rồi. Nhưng mà như thế thì em phải phét bỏ cái bóc bỏ này từ ở dưới. Ở trên có cái này nó như là có ma sát nó như đúng rồi, đúng rồi. Chứ cứ còn cái này là chuyển sang như lúc là dễ chơi lắm. Còn cái này như là có ma sát thì mình không qua. Nên nên mình bắt rồi. Cái cắt thì mình cũng may là mình sợ được mấy cái cắt. Tại tính là cho nó cặp hông á. Nó đơn cặp hông á, đơn cặp hông nó xỉa xéo. Nó xỉa góc người ghét. Tôi chờ như vậy thì mất một từ nữa tới trở nên cũng cần ra. Đi đây đôi thì bình thường người ta cọc hai đầu thế này, nhưng mà mình cho dù cả dù cả cho ăn gần ở giữa, nó cho ăn ở giữa cô nó xít vừa xít ngắn dây vừa vừa phạm vi ôm nhau dài ngắn và vừa dây càng phải ngắn thì mới chặt người vào trong rồi, thì chắc chắn là nó không ngồi vào được hết đâu. Đây là bị đây là nó vào đến đây ăn ở giữa thì đây là cái bức tranh nó vào đến đây rồi. Bắt đầu nó hạ nó hạ xuống đâu, nó hạ xuống nó lọt vô đây xong rồi nó hạ trần xuống mình nó chỉnh chỉnh nó hỏng lên mình nó bẻ mình nó thế mình nó bẻ từ từ xuống vô rồi xoay xem nhá nó cái đấy mà thì đến lúc đấy là mình sẽ xoay cho nó nằm xoay, nó nằm vô, ra hạ, đây vô đây em hiểu không, tại vì nó đây là 2 mét thôi, mình xoay từ từ kêu nó xả dây xem từ từ vô. Và để tính toán được những cái phương án treo tối ưu nhất thì chúng tôi đã phải có mặt ở trong thành phố Hồ Chí Minh trước cả một ngày để dọn dẹp mặt bằng, và cái thứ hai nữa là tính toán phương án. Thì cũng rất may mắn đó là chúng tôi có được một cái người giúp sức rất là đắc lực, đó là một anh tên là anh Tài, là trợ lý và là lái xe của vị chủ tịch này. Anh vừa nhiệt tình lại vừa hào sảng, nói chung là đúng với phong cách của một người Sài Gòn đích thực. Ngay từ lúc 4 giờ sáng là chúng tôi đã sẵn sàng cho việc cẩu bức tranh lên. Lúc 1 giờ thôi người ta đã gọi chúng tôi rồi. Thế thì sau khi người ta gọi ấy thì là cái xe cẩu người ta tới. Mà quý vị vừa mới xem cái hình ảnh đó là cái xe cẩu nó cẩu cái bức tranh từ cái xe container sang. Và cái điều này cũng là cái điều mà chúng tôi đã tính toán trước, bởi vì chắc chắn là sẽ phải chuyển đi chuyển lại rất là nhiều lần.
và làm thế nào để cái bức tranh nó thực sự là vững, thực sự là cứng và nó có thể đảm bảo được cái khâu mà có thể diễn ra những cái va đập nó vẫn sẽ đứng nguyên và không bị ảnh hưởng. Thì cái phần mà mình dự trù được trước những cái khó khăn như vậy, nó sẽ giúp cho cái việc mà mình bảo quản và gìn giữ cái tác phẩm nó sẽ được tốt hơn. Và quý vị vừa xem cái clip mà chúng tôi cẩu cái bức tranh từ cái xe container sang xe cẩu. Lên trên tầng là một cái quá trình mà tôi đánh giá nó là gian nan nhất, bởi vì là từ cái mặt đất mà lên đến trên tầng 4 thì nó rơi vào khoảng độ tầm 15 mét, và với cái khoảng cách như vậy cộng với cái bức tranh nó nặng và nó cồng kềnh thì nó mang lại một cái trở ngại rất là lớn cho tất cả mọi người. Và trong cái clip thì quý vị nhìn thấy đó là sau khi lên lên xong rồi nó lại vướng cái lan can không vào được thì nó lại phải xoay cái bức tranh cho nó chúi xuống và bắt đầu cho nó thả nó xuống, nó đi dần dần như này. Và nếu như chỉ cần một cái sai sót xảy ra đó là nó tuột cái dây hoặc là cái dây cáp ở đầu đây mà nó không chắc nó tuột xuống thì chắc chắn rơi vào chân. Và nếu như chỉ cần một sai sót đó xảy ra thôi thì tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết. Chính vì như vậy cho nên là cái quá trình cẩu cái bức tranh lên trên tầng tầng 4 và nó cao 15 mét như vậy, nó đòi hỏi thứ nhất là bức tranh nó phải chắc chắn về kết cấu, những cái khung sắt thép ở bên ngoài chúng tôi hàn nó phải chắc chắn đã. Và cái thứ hai nữa là nó không có những cái va đập xảy ra, chứ nếu không cái kết cấu của bức tranh ấy, nếu chỉ cần va đập như này thì nó sẽ bị lệch cái bức tranh và thậm chí nó gây ra cái lỗi là gãy rụng những cái chi tiết ở bên trên cái mặt tranh. Và sau khi mà mất khoảng độ tầm 1 tiếng để cẩu từ cái mặt đất lên trên đến tầng tầng 4 thì mới hoàn thành. Và quý vị xem clip thì sẽ thấy qua rất nhiều những cái công đoạn, nó từ khâu buộc cái dây chắc chắn rồi sau đó là tráo lại dây cho nó ra đầu để cho nó chúi xuống, rồi sau đó cùng nhau đẩy cái bức tranh vào ăn từng tí một thôi, 5 cm 5 cm, để như thế quý vị mới nhìn thấy đó là để treo được một cái bức tranh lớn đảm bảo an toàn thì nó cần rất nhiều những cái công sức cũng như là rất nhiều cái sự tính toán làm sao để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho tác phẩm.